Cảm ơn các em đã đến với trang web lời giải hay.com. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em làm bài tập trong mục một nhỏ, giữ gìn văn hóa dân tộc, nằm trong bài học số 16, sách giáo khoa lịch sử và địa lý lớp 6 của bộ sách Cánh Diều. Trong mục một chúng ta sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi nằm trong trang sách số 83. Câu hỏi có nội dung như sau. Qua các hình 16.1, 16.2 và 16.3, hãy nêu thêm một số nét văn hóa của người Việt vẫn được giữ gìn và phát triển trong thời kỳ Bắc thuộc. Để trả lời cho câu hỏi này, các em hãy chú ý khai thác những thông tin có trong hình 16.1, 16.2 và 16.3 kết hợp cùng những thông tin có trong sách giáo khoa của mục số 2 nhé. Cô sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi này như sau. Một số những nét văn hóa của người Việt vẫn được giữ gìn và phát triển trong thời kỳ Bắc thuộc, ví dụ như cuộc sống ở làng quê giản dị, nghe, nói, truyền lại cho con cháu tiếng mẹ đẻ, hiện tín ngưỡng truyền thống như thờ cúng tổ tiên, thờ các vị thần tự nhiên tiếp tục được duy trì. Những phong tục tập quán của người Việt vẫn được gìn giữ như tục nhuộm răng, ăn trầu, búi tóc, săn mình, làm bánh chưng, bánh dày, vân vân. Vậy là cô và các em đã cùng nhau hoàn thành trả lời xong câu hỏi trong mục 1 trong sách giáo khoa của bài học số 16 rồi. Bài học của chúng ta vẫn còn rất nhiều câu hỏi thú vị. Các em hãy truy cập vào trang web lời giải 2.com để xem chi tiết những bài giảng khác nhé. Chúc các em sẽ học tập thật tốt và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.